Anh ơi, bây giờ em có 100 triệu thì em nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay là dùng để mua vàng? Thế hiện nay là thu nhập của em mỗi tháng bao nhiêu tiền? Thu nhập của em bây giờ mỗi tháng khoảng 8-9 triệu. 8-9 triệu. Và bây giờ đang có tiết kiệm 100 triệu đúng không? Và bây giờ đang mong muốn là làm sao để có thể tối đa hóa cái số tiền này đúng không? Thì thường thì nếu như cái tuổi độ tuổi của em thì ngoài cái thu nhập hàng tháng và chúng ta có một cái mức tiết kiệm khoảng tầm 100 triệu. Thì nếu 100 triệu để mà em đi đầu tư bất động sản thì chắc là không đầu tư được rồi. Theo có hai phương án. Một là em mua vàng, hai em gửi tiết kiệm mà em đang băn khoăn. Thì theo anh như này, đây là quan điểm và cách làm của anh thôi. Nếu như với mức tiết kiệm của em đang 100 triệu thì em nên mua vàng, bởi vì là gửi ngân hàng ở thời điểm này lãi suất cũng rất thấp. Và hai nữa gì ạ? Hai nữa là cái việc mà khi em thấy là vàng thì mấy ngày vừa rồi là tăng trưởng rất là nhanh. Theo anh được biết thì nó cũng đã tăng lên mấy một cây, nó khoảng tầm 5-6 triệu một cây rồi. Theo dự đoán của anh, bởi vì khi mà chúng ta đã xác định chúng ta mua vàng á là chúng ta phải để lâu. Thì chúng ta không phải để ngắn hạn nhá, chúng ta để dài hạn, ví dụ có thể mình phải mua 5 năm, 10 năm gì đấy. Thì anh tin rằng là vàng sẽ lên đến khoảng tầm 8-90 triệu đến 100 triệu một cây. Ở cái độ tuổi của em và cái mức thu nhập hiện nay thì số tiền đó em có thể em đi mua vàng. Và mỗi một tháng khi mà cái mức thu nhập của mình có khoảng tầm 8-10 triệu thì tiết kiệm ra khoảng tầm 3-4 triệu thì mình cứ mua ít một thôi. Ví dụ một tháng mà mua được 1 chỉ đúng không? Thì một năm em tiết kiệm được cho mình là 12 chỉ. Và cộng với cái số 100 triệu mình mua bây giờ thì anh nghĩ là 3 năm sau thì em sẽ có một lượng vàng khá trong tay rồi. Đúng đấy, nếu như mình muốn có thể mình thanh khoản vàng đi và mình chuyển dịch sang mình đi mua bất động sản không sao cả, hoặc là mình có thể đầu tư lĩnh vực khác. Và nếu như mà bọn em trẻ bây giờ khi mà em có thời gian và em có thể tìm hiểu thêm về chứng khoán. Ở chứng khoán thì anh nghĩ là có thể dành cho nó khoảng tầm 2%, 20 triệu có thể mình sở hữu 1-2 cái mã cổ phiếu mà có thể nó tăng trưởng được. Chứng khoán thì nó sẽ giúp làm sao? Giúp cho mình có cái khả năng thanh khoản nhanh hơn. Vàng thì cũng vậy, nhưng mà anh nghĩ là với gửi tiết kiệm thì tuổi trẻ bọn em phải không lên. Và thực ra cái lượng tiền như thế gửi nó cũng không được bao nhiêu cả. Vậy thì phương án tối ưu ở đây là mua vàng là hợp lý. Và chúng ta có thể là qua chia sẻ cho một bạn trẻ đang chưa có gia đình và có mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu một tháng, thì đây là cách mà giúp các bạn có thể làm sao có thể giữ được tiền của mình và cũng có thể tiết kiệm được cho mình một khoản tiền, có thể có một cái tài sản trong 3 đến 5 năm tới mà có thể thanh khoản, mà chúng ta có thể mua được cho mình một căn hộ hay là một mảnh đất nền vùng ven. Đó là cũng là cách để chúng ta có thể dịch chuyển tài sản mình hiệu quả. Và bạn nào mà thấy video này có ý nghĩa và đặc biệt là câu hỏi của bạn gái này rất là hay thì hãy nhớ là đừng có quên like, follow kênh của Dũng nha. Dũng sẽ chia sẻ bạn nhiều cái câu hỏi hay hơn và những tình huống để giúp các bạn có thể làm sao các bạn có thể giữ tiền mình và gia tăng tiền mình một cách hiệu quả nhất.